Chị hỏi á, mình trị mụn cho bé ở tuổi dậy thì đúng không? À đúng rồi. Hình như chị lo á, chị hay làm đúng không em? Mà bé là chở chở bé qua đi rồi kiểm tra mặt rồi làm cho. Em nói sao? Chở bé qua rồi xem da xem mụn bé như thế nào rồi rồi, rồi điều trị á. Nhưng mà ấy là chị thấy mọi người hay yêu cầu chị lo đó đúng không? Thì cứ cứ dẫn qua đi rồi rồi mình cứ gặp lễ tân xong rồi ghi phiếu yêu cầu chị Loan là được. Nhưng mà ấy là chiều đi khoảng 4 rưỡi 5 giờ, Cũng 4 giờ tới 5 giờ chị tới thì ấy là có không, chứ nhiều khi tới cũng có có nói chung là chị ở cứ sao cứ yêu cầu là được. làm liền luôn đúng không, hay là phải ngồi đợi? Nói chung là đi mà trúng thứ bảy chủ nhật thì nhiều khi là làm liền mà nhiều khi thì chờ. Thì đặt được không, tại vì Không chị ở không xa. bên bên mình không có đặt lịch. Tại vì có nhiều người đặt rồi không đến rồi nó ai tới trước làm trước á cho nó tiện á. Nhưng mà ví dụ làm những cái liệu trình đó là khoảng bao lâu em? Tại vì cô nó đi học. Thì làm trong vòng tiếng thôi, tùy nhiều hay ít nữa, nhiều muộn hay ít muộn nữa. Phải chị đặt lịch được trước được không? Không à, bây giờ em cứ cứ hồi trước Tại giờ vì là em chắc làm rồi hôm em không có trước nhận chị lịch á. cũng làm dịch vụ làm đẹp, còn đây cô nó đi học mà, thì chị đặt cho nó trước đi để nó có thời gian nó đi học nhớ. Nếu mà qua qua mà qua ai làm cũng được thì có thể là qua là đặt lịch trước cũng được. Tại vì nó điều trị muộn. Thì bên em là chỉ điều trị mụn thôi chị. Bên em là đa số là ai cũng tới điều trị mụn hết. Không có ai tới chăm sóc da đâu. Chị đặt lịch giúp cho thằng cô gì chứ, nó đi Dạ. học mới rồi nó về nó đi học Chị nữa. cứ qua đây là tới lượt là làm thôi chị. Tại vì bên em không có nhận đặt lịch á. Dạ. Thường là đông mong hay là Chờ cũng 5-10 phút thôi chị chứ không có lâu. tức Dạ. là mình ở cái sở hai hả, chỗ Hoàng Diệu hả? Dạ đúng rồi chị. Dạ ok, cảm ơn em. Dạ. Nó không đặt lịch rồi mà cứ nó khan. Bạn thì thôi khỏi.
Bạn thì thôi khỏi điều trị đi, mày cứ điều trị mà làm không có thời gian mà thôi chứ. Nhiều người thì các chị thấy học để làm chi chứ không biết nữa, học vừa vừa thôi, học nhiều khi ngu ra luôn. Nhiều người ra mà họ quan tâm tới cái việc học của dễ sợ học thì đúng là có thì đúng thôi, nhưng mà học nhưng mà học kinh đó trời, bởi nhiều đứa bị điên là bị rứa đó, cho học quá mà. Chủ yếu là sao nén răng thôi chứ còn học, chứ có nhiều người chờ đóng bằng đó mà có làm được con mẹ gì đâu. Như như anh Vinh bạn chị kìa, mấy cái bằng cũng gần chục cái bằng luôn á, thạc sĩ đồ chi đó, giờ giờ lương bao nhiêu đâu, 8 triệu bằng mấy đứa nhân viên gì nữa, mụn nhiều khi không bằng nữa. Học chi cho cao luôn, học tới lớp 2 đây. Nói chung vẫn có học thì vẫn tốt hơn, nhưng mà nói chung là đừng có quá là được. Nhiều người chi mà cho con học, tao nói thiệt á, học ngày học đêm canh nữa chứ, ngồi canh con học, ôi trời trời chi khổ rồi trời. Người ta không hiểu để học để làm cái gì luôn. Coi cái vụ mà cô học sinh mà nhảy nhảy lầu đó kìa, trời trời nghĩ ra ngồi mà canh con học đó trời, trời 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 vô hậu thì cái nó bị áp lực quá kìa, nó sống mà nó chán luôn á. Nhiều người vẫn còn cái kiểu quan niệm chi. Ở ngoài Bắc nhiều. Ý là họ nghĩ đó là họ thương con, nhưng mà thành ra đâu phải đâu, do suy nghĩ sai chứ không phải là họ ấy. Nói chung họ theo cái ý của họ, còn họ không hiểu tâm lý con. Tâm lý nít mình phải theo á, chứ ấy cái gì sai thì mình phải nói, chứ còn không thể nào chiều theo. Nhưng mà mình phải 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 lâu lâu mình phải coi thử cái suy nghĩ của hắn như thế nào. Nhất là học trường công á kìa, trời ơi ta nói chạy theo ghê lắm. Chi mà ta thấy lớp 8 mà học chi mà học kinh đó trời, học không có thời gian luôn. Chị thấy con của mấy người nữa đó, học chi mà kêu học không có thời gian luôn, đi học chi ghê đó trời. Chị chẳng cần, con chị học biết chữ là được rồi, đừng có không cần phải giỏi giỏi tiếng Anh là được, giỏi tiếng Anh giỏi đồ là được rồi, học bơi học kỹ năng sống là ok nhất. Rồi cố gắng mũi à lạng chừng. Ta chưa đi học nên ta cũng không biết học cái gì. Khỏe. Ta chưa đi học mà ta đi dạy thôi. Dạy nó muộn. Mới đủ cái đài là cắn ở dưới chân đây nè. Được rồi.